Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Triều Đồng Vũ, tam kim ảnh hậu ngập phót và đời tư thị phi. Sau khi Thiên Cổ Quyết Trần phát sóng, nam nữ chính Hứa Khải Châu Đồng Vũ khiến khán giả đặc biệt quan tâm. Một bên mệnh danh là Mỹ Nam, một bên nắm trong tay ba cấp ảnh hậu. Thế nhưng, lại khiến khán giả thất vọng cả về tạo hình và diễn xuất. Nhất là đối với nữ chính Châu Đồng Vũ, nữ diễn viên luôn được đánh giá cao về diễn xuất. Tuy nhiên với Thiên Cổ Quyết Trần, cô được nhận xét không hợp tạo hình cổ trang, diễn xuất không được đánh giá cao, biểu cảm đôi khi quá lố. Trước đây trong một lần phỏng vấn, Châu Đồng Vũ từng tiết lộ, cô từng từ chối một bộ cổ trang chế tác lớn, do cảm thấy bản thân diễn không được. 就是大型的古装连续剧找到我，然后让我演一个世纪美人，我就退掉了，就尴尬了。如果让我演一个就是那种古装的传统美人，我是演不了的。 Tuy vậy, hiện tại Châu Đồng Vũ lại vào vai nữ chính của Thiên Cổ Quyết Trần mà theo nguyên tắc, nữ chính thượng cổ là một đại mỹ nữ. Trước khi xuất hiện với vai nữ chính của Thiên Cổ Quyết Trần, Châu Đồng Vũ từng trở thành mối quan tâm hàng đầu của làng giải trí khi nhận giải ảnh hậu Kim Kê, chính thức trở thành tam kim ảnh hậu, trẻ nhất trong lịch sử showbiz Hoa ngữ. Nhận đủ 3 giải Kim Kê, Kim Tượng, Kim Mã. Luôn được truyền thông sánh ngang với hai đàn chị đình đám là Châu Tấn và Trương Tử Di. Tuy vậy, ngoài sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, đời tư của nữ diễn viên cũng khiến nhiều người phải ngạc nhiên, với hàng loạt flop mà không phải ai cũng biết. Châu Đồng Vũ sinh ngày 31 tháng 1 năm 1992, trong một gia đình bình thường ở thành phố Thạch Gia Trang, Hà Bắc, Trung Quốc. Khi còn học tiểu học, cha cô qua đời vì tai nạn giao thông. Mẹ cô quyết định tái hôn, nhưng cha dượng cô không phải là người giàu có. Cuộc sống của gia đình khá khốn khó. Trước kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010, Châu Đồng Vũ đã đến Nam Kinh để tham gia một kỳ thi nghệ thuật. Đúng lúc đó, đoàn phim Chuyện Tình Cây Táo Gai đang tìm chọn nữ chính trên toàn quốc. Cô được đề nghị cho đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Hình ảnh thuần khiết của cô đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn, và cô đóng vai chính Tĩnh Thu, trở thành một thế hệ mới của Mưu Nữ Lang. Nhờ sự chỉ đạo của Trương Nghệ Mưu, bộ phim đã thu được thành công lớn, nhận được nhiều giải thưởng danh giá. Châu Đồng Vũ cũng được khán giả biết đến và yêu thích. Châu Đồng Vũ đồng thời giành được giải thưởng Hoa biểu lần thứ 14 cho nữ diễn viên mới xuất sắc, và nhiều giải thưởng chuyên nghiệp khác. Tuy nhiên, do hình ảnh của Tĩnh Thu, cô đã bị giới hạn trong những hình ảnh thuần túy trong nhiều tác phẩm. Đang trên đà thành công, Châu Đồng Vũ tham gia nhiều bộ phim như Cung Tỏa Trầm Hương, Ma Tước, Gió Xuân Mười Dặm Chẳng Bằng Em, và nhiều bộ phim khác. Nhưng không gây được tiếng vang lớn, thậm chí còn nhận nhiều nhận xét tiêu cực, diễn xuất một màu, không có đột phá. Năm 2016, sự nghiệp của Châu Đồng Vũ bắt đầu lên như diều gặp gió, khi đoạt giải ảnh hậu Kim Mã với bộ phim Thất Nguyệt và Anh Sinh. Gần đây, nữ diễn viên lại nhận thêm giải ảnh hậu, trong đó có giải Kim Tượng và Kim Kê, nhờ thành công của phim Em Của Thời Niên Thiếu. Như vậy, Châu Đồng Vũ đã trở thành tam kim ảnh hậu, khi mới 28 tuổi và là sao nữ trẻ nhất đạt được thành tích này. Tuy nhiên, chiến thắng của Châu Đồng Vũ vấp phải làn sóng phản đối từ khán giả. Nhiều người xem nhận định, diễn xuất của cô chưa đủ mức đánh bại các ứng cử viên khác để được vinh danh. Song, lý do chính khiến người đẹp 9X không được ủng hộ là vì bộ phim Em Của Thời Niên Thiếu vướng nghi vấn đạo nhái. Việc một nữ diễn viên thắng Kim Kê nhờ một tác phẩm bị cho là đạo phẩm, gây nên tranh cãi lớn tại showbiz Hoa ngữ. Bên cạnh sự nghiệp liên hương, thì Châu Đồng Vũ vẫn có không ít tin đồn tình cảm. Khi tham gia chương trình Thực Tế Mình Yêu Nhau Đi, Châu Đồng Vũ và Dư Văn Lạc được cho là đã nảy sinh tình ý với nhau. Không chỉ bị bắt gặp hẹn hò, Dư Văn Lạc còn từng công khai cho biết anh có tình cảm với cô. Tuy nhiên, Châu Đồng Vũ không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận chuyện tình này, khán giả chỉ bán tín bán nghi, hai người liệu có tình cảm với nhau, hay đó chỉ là chiêu trò thu hút sự chú ý của công chúng. Năm 2015, nữ diễn viên bị bắt gặp cùng vào khách sạn với Điền Minh Hàm, một thiếu gia nhà giàu học cùng lớp với cô ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.
khi hợp tác trong phim Em của thời niên thiếu, Châu Đông Vũ lại được đồn đoán phim giả tình thật với nam chính dịch Dương Thiên Tỷ. Tuy nhiên, giữa lúc này, cô lại bị phát hiện hẹn hò với Đường Bồi Ngạn, chàng trai xuất thân từ gia đình giàu có và đang là nhân viên thuộc ekip của nữ diễn viên. Trong sự nghiệp của mình, Châu Đông Vũ nhiều lần dính lùm xùm vì có thái độ bất kính với đàn anh và những trò đùa quá trớn với đồng nghiệp. Châu Đông Vũ từng bị nam diễn viên ở độ tuổi cha chú là Tôn Hồng Lôi phê bình là thiếu lễ phép khi gọi thẳng tên anh. Khi tham gia show truyền hình, Châu Đông Vũ từng bị chỉ trích dữ dội vì từ chối chụp ảnh cùng tiền bối Vương Tấn, thậm chí còn tỏ thái độ cho rằng quần áo của anh không sạch sẽ. Mặc dù Vương Tấn lên tiếng cho biết những hành động này đều đã được sắp xếp để tạo hiệu ứng cho chương trình, nhưng không thuyết phục được người xem cho lắm. Ngoài ra, Châu Đông Vũ còn bị tố trên mạng xã hội có hành động chưa đúng mực trong thời gian quay phim Em của thời niên thiếu, như xui khiến một nam diễn viên trong đoàn phim chúc rượu say đạo diễn cắn bạn diễn đến sưng đỏ, chảy máu, để lại sẹo, cầm tông đưa cạo đầu của đồng nghiệp. Sau khi nhờ vai nữ chính trong Em của thời niên thiếu, Châu Đông Vũ đạt được tam kim ảnh hậu, thì cũng xảy ra nghi vấn quy tắc ngầm. Trong một lần say rượu, Tăng Chí Vĩ từng tuyên bố, tôi đã từng có quy tắc ngầm với Châu Đông Vũ. Ngay khi tin tức này mới rộ lên, truyền thông và người hâm mộ xôn xao bàn tán, còn Châu Đông Vũ vội vàng vàng lên tiếng bác bỏ tin đồn. Bên cạnh đó, cô cũng có không ít tin đồn với con trai của Tăng Chí Vĩ, Tăng Quốc Tường, là đạo diễn cho cả hai bộ phim đem lại giải thưởng tam kim cho Châu Đông Vũ, là Thất Nguyệt và An Sinh, và Em của thời niên thiếu. Tuy vậy, hiện tại thì Tăng Quốc Tường đã có gia đình. Có nhiều lời đồn đoán rằng, việc Châu Đông Vũ giành được thành tích là do có sự sắp xếp của cha con Tăng Chí Vĩ. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.